Để mình giải cái bài này thì mình không cần quan tâm đến đoạn đầu lắm, mình chỉ quan tâm đến này này, là ở bên trong một viên thuốc hay là một viên đạn đấy, một viên thì chứa 80 mg paracetamol, đúng không? Thì viết tắt là para nhé, cho nhanh. Mà đây yêu cầu là 8 triệu viên. Thế thôi, bây giờ mình đi tìm ra một viên đã. Một viên thì cần khối lượng aminophenol là bao nhiêu, cho nhanh, đúng chưa? Thì aminophenol đây, thì viết công thức phân tử của nó C6H4+2=6, 6+1=7, H7 này, O, N tạo thành paracetamol này. C6+1+1=C8, đúng không? H4+1=5, 5+1=6, 6+3=9, NO2O, đúng không? Hiệu suất để bài cho là 80%, vậy chỗ này nó là 0,8. Ok chưa? Thế thì bây giờ 80 mg này, 80 mg paracetamol mà, thì số mol mình tìm được số mol luôn là 80 này nhân 10 mũ trừ 3 này chia phân tử khối, đúng không? Chia phân tử khối. Đấy, chia phân tử khối xem bằng bao nhiêu nào? Phân tử khối là 12 × 8 + 9 + 46 = 151. Phân tử khối 151. Thế bây giờ mình sẽ suy ngược lại được số mol của para aminophenol. Đấy, bằng bao nhiêu đây? 80 nhân 10 mũ trừ 3 chia 151. 80 nhân 10 mũ trừ 3 chia 151. Thuận thì nhân nghịch thì chia 0,8. Đấy là số mol nhá. Đấy là số mol nhá. Vậy suy ra này, số mol này bằng bao nhiêu đây? Bấm luôn này. 80 này nhân 10 mũ trừ 3 này chia cho 151 này. Được chưa? Chia 0,8 này. Số mol bao nhiêu? 1 phần, úi dồi ôi, lẻ chưa? Thôi để 1 phần 1510 đi. 1/1510. Vậy tương đương với lại cần 1/1510 nhân với phân tử khối. Phân tử khối của anh C6H7ON. 12 × 6 + 7 + O là 16 + N = 14, bằng 109. 109. Được chưa? Gam nhá. Para aminophenol. Đấy, C6H7ON. Para aminophenol. Thế vậy bây giờ cần dùng 8 triệu viên. Thì cái này nhân với 8 triệu thôi. Đúng chưa? Đấy, nhân này 109 nhân với này này, 1 chia số mol này này, 1/1510. 1/1510. Được chưa? Nhân 8 triệu viên, 8 triệu. Bằng. Ok chưa? 577483,4437 gam. Đề bài yêu cầu đổi là miligam. Đúng không ạ? Đấy, đề bài yêu cầu đổi là miligam. Vậy thì hoàn toàn đấy, chia cho 1000. À, đề bài hỏi là kilogam chưa? Chia 1000. 577 gần bằng là 577 kg. Quá đơn giản luôn đúng không em? Quá đơn giản, quá dễ dàng.